Tốt xấu trên đời này không phải nhìn bề ngoài mà thấy được, cũng không phải chứng kiến ở giây phút hiện tại mà hiểu được. Có những chuyện ta nhìn chỉ là đôi mắt của ta, chỉ là góc nhìn chủ quan của ta. Lại có những chuyện phải chờ rất lâu để thời gian trả lời. Vậy nên trong một câu chuyện, phân định đúng sai không phải quan trọng nhất. Nếu việc cố chấp nhận định ấy chẳng giải quyết được gì thì cứ bước qua và bỏ đi. Thị phi là thứ phù du, một ngày còn ham vướng là một ngày còn chật vật. Nhìn lên bầu trời cao rộng, tìm đến nơi nhiều cây cối, hít một hơi thật dài là lòng được nhẹ tênh.